Hello, vườn đường 15 Nguyễn Chậu, chú trên kênh của em. Hiện tại là chiều, khán giả đến viếng mộ của năm rất là nhiều cả nhà. Và bên hợp viên cũng trồng mấy ô bông này, mỗi loại mỗi ô mỗi khác nhau. Đây, nó cả nhà, thấy không? Tưới nước sạch sẽ, còn gần chuyển bông cây rồi. Giờ khán giả đến rất là đông cả nhà. Đây, rất đông luôn. Quá là trời khán giả đấy. Chào các cô chú anh chị luôn nha. Né đâu cũng dính à. Lên hình cho nó đẹp mà có gì đâu. Đây cái nhà. Cô chị anh chú đến viếng của năm. Một đoàn khách luôn đó nha. Cô đến từ đâu cô? Cô đến từ đâu ạ? Dạ? À cô ở Bình Dương luôn. Đây nè. Hiện tại có cái gì đây ta? Có gì đây? À mấy cái kiển. Đây có mấy cái comment đang đổ dù với nha. À, có xe đẩy luôn cả nhà. Ồ cây đây của trồng mộ cậu à? Đúng rồi. Của hơn giả nào đây? Cậu Việt Kiều nào đó. Việt Kiều. Của ai á anh yêu? Của anh Minh hả? Đắp quần trắng á nhà. Cái này nó làm bằng lưới nè, cái này bằng lưới nè, bằng lưới ấy á, lưới nó quẹt ấy vô nè, nó quẹt vào cái chất gì đó nó vô nó kín, không hiểu mà cái gì chứ mà quá trời luôn. Quá đẹp luôn nha. Đó, rất là nhiều cây cây hội cả nhà. Cây này giống như dạng ấy ha, cây dây leo hả chị ha. Cây này cái dơ búp. Cái dơ búp ở một cây tôi gọi là cái dơ búp. Dơ búp hả? Ừ, mà lại là ờ cái da đó mà đây nó càng lại nó còn là nhỏ. Ở nhà nha thì to lắm đúng không? Ừ. Xe tải cây bông được chở tới một. Dơ búp, dơ búp. Cây này là cây si á anh. Không phải. Ở một quê em mình cái dơ búp. Cái da, cái này cái da. Cái da. Dơ búp, cây si nó lá mỏng hơn. Cái da đẹp. Cái da. Cái da. Cái da cả nhà ơi, cái da. Chứ không phải là cây si. Anh thật đâu. Sao giống cây si quá vậy? Không phải cây si. Cây si nó nhỏ hơn, nó mỏng hơn mà nó dài hơn. Hôm nay nó tròn mà nó dài hơn. Lắm nha cô chú anh chị. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Lát nữa sẽ được di chuyển vào bên trong. Đây bao nhiêu cây là? 4 cây hả? 4 cây anh Minh. 4 cây to thiệt cả nhà ơi, gốc to. Cho tao ẩm. Anh ơi anh. Di chuyển qua bên kia anh. Di chuyển qua đường bên kia. Này cả nhà. Hỏi đóng luôn. Phải dẫn xe ra chứ. Có gì mình có cái điểm ra. Điểm gì? Được. Được rồi, coi. Quá dữ. Được. Bây giờ chạy qua bên kia của chú. Anh đâu cái này là cái gì rồi đó hả? Chưa. Còn xuống nữa. Đây là phụ du. Hay quá. Đây có nhà. Bây giờ mình thi diễn ở đây. Thôi bỏ cây xuống nhà cô chú anh chị. Dạ cái đó mạnh thường quân cô chú anh chị. Bây giờ chuẩn bị được 4 cây cây da nha cô chú anh chị. Ông biết coi của chị Việt Kiều là tặng đây là. Giấy xe máy lưu vô đây luôn nè. Thái Minh, chị Việt Kiều tặng cây này vậy? Ở chị Nguyễn à. Chị Nguyễn. À chị Đăng Nguyễn, Việt Kiều chị Đăng Nguyễn. Chị Đăng Nguyễn ở Đức. Chị Đăng Nguyễn nha. Cảm ơn chị Việt Kiều ở Đức, chị Đăng Nguyễn. Lưu luôn đi anh được không? Lưu vô đây luôn nè. Lưu vô khúc nữa. Xe
lưu vô được, lét dắt xe lưu vô xíu nữa. Đây cả nhà, dọn được cái vác xe cho mấy cây xanh vô cả nhà. Đó cả nhà. Hiện tại trước mộ cậu thì mấy anh hậu viện anh cũng lót hết luôn cả nhà. Đó cả nhà đẹp không? Đó cả nhà quý tính, quá đẹp như cái xăng đó cả nhà. Đó cả nhà. Đó. Cái này còn ướt anh ơi. Đó cả nhà, mấy anh hậu viện lót hết luôn thành cái đường. Rất tuyệt vời luôn cả nhà. Cái này cũng rất hay gì đó. À, sao nó được không? Phân. Đó cả nhà. Chạy qua đây chạy qua đây dễ vô hơn nè. Rồi kia vô từ từ. Mấy cái ảnh này coi. Xếp rồi. Tháo cái chậu luôn. Đừng quay chú nha. Má lần nào cũng lên gặp hết là nó không quay cứ gặp. Có ngày nào cũng vô kêu đừng có quay chú mà rút một lần có hình trên mạng. Xe vô xe tải cây vô. Để đây thấy dưới lắng luôn. Giờ để tạm ở đây hay sao á, cô chú anh chị ơi. Giờ xuống trước. Dây xe vô, dây xe vô. Dây vô nó đây nè. Bỏ xuống vô lẹ chứ không nào mà. Cái cây đó chắc cũng phải 7-8 người mới nhìn nổi. Cây nó cũng cao lắm, cao 2 mét hơn. Gốc to lắm. Gốc to lắm, cây mà cao cũng 1 mét mấy. Ê, nhanh nha, nhanh nha. Rồi. Đánh qua tờ một xíu nhẹ nhẹ, đánh qua tay nhẹ, đúng rồi, lui. Lui. Được không? Qua tay đi, qua tay đi. Vừa, đừng có hết. Tới đi, lui đi. Yeah, yeah. Tay đi, tay. Thôi tốt được rồi đó, à mình khi tay, tay. Thôi tốt được á. Anh tao tốt được lắm, sao đâu khi nó nhanh mà. Tay. Thôi được rồi. Được rồi. Anh em khi tốt tốt được rồi, khi nhẹ mà. Nhỏ gì đâu. Đông rồi, nhà. Đông rồi. Thôi. Ở đây cho nó an toàn. Thôi. Nó sẽ chừa quá đi nha. Rồi. Đây. Đó, bây giờ là đưa xác vô luôn. Đưa xác vô luôn cho nhìn. Ủa? Nó có 4 cây mà sao nó không có 6 cây như vậy? 2, 4, 6, khi kia nó chút. Hồi nó tẹn chậu á. Bụng chậm luôn, hôm nay mình thử mọi người ôm chưa? Thêm 2 chậu đi mỗi dù vô mà có chậu mỗi dù thấy không? Nắng quỷ gì ta? Ghê không? Chị lo lắng ghê, mày thấy ghê không? À, bỏ dù vô đó đó hả? Chị gì kêu đất đó. Em chưa đây. À, nó chân chậm đây xuống hả đúng không? Giờ mới hiểu cô chú đó. Mày cầm máy tao, tao vô cái bụng cái xíu rồi. Okay. Em cầm máy đây nè cô chú anh chị. Anh yêu lột cái nón lên yêu. Lấy cái nón lên cho nó dễ đi. Cao lắm cả nhà ơi. Mấy cô chú anh chị ơi. Phải 2 mét. Ô nó cao. Hơn. Xe này 2 mét là mấy rồi. Kéo ra kéo ngoài. Nón lên. Em. Mùi hôi hôi lắm. Từ. Cái nào cũng là cây thể rất cao, phải hơn 2 mét. Cây da không phải cây xây đâu cả nhà ơi. Không phải. Đúng rồi, cây xanh đúng rồi. Cây xanh có lá xanh mà. Đúng rồi, không, cái này cây xanh ghê luôn á. Cây xanh nha. Không phải cây xanh đâu. Cây xanh. Cây da. Cây da. Da lá nhỏ, đây trồng nó có cái kẹn nó thành nhỏ này nè. Chỗ này không phải chỗ này để dù. Còn cái chậu chỗ này để dù á. Thôi chú. Cái này không... cái cây này hơi to vậy có chú. Anh im. Dạ dạ. Không có cho chỗ để dù hả chú ha. Dù là bữa dù máng lên. Quá tuyệt vời. Cái này mà nó bự nữa đó. Từ cái chậu nó to. Cái này là phải 2 mét rưỡi.
của hai cây trồng trong chậu ngon ngon không ạ. Cái này là 20 rưỡi đấy. Nhìn cái lưng nó không là đắt, nhìn cái lưng là nhìn là to lắm, cái này rất to. Rất hoành tráng. Cái này còn mấy kia mới đập nhiều lần nữa hả? Cái này to khủng đấy, cây to khủng mà cây đẹp đấy. Để đâu nữa trời. Nếu mà hoài duyên cho phép thì cứ đem vô. Mấy cây này cây bốn cây này nè. Hình như là bốn cây bốn gốc đấy. Một cái đặt một gốc à? À mình đặt cái chậu đó mình đem vô luôn chứ mình khiêng vô nữa đó. Làm đống luôn á. Ra bầu trống đứng lên. Trời, cái chậu khổng lồ kìa. Wow. Giờ mới xuất hiện. Mấy cái chậu khổng lồ. Đừng là lớn là lớn. Đi 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 ra nha. Chậu khổng lồ quá nha. Ngon cả nhà, chậu khổng lồ, ừ, chậu quá đẹp á nha, nó nhẹ mà, chậu nó nhẹ lắm. Rất vui là người sẽ vui. Nè, chậu kia nó cái đường kính của chậu tăng được 4 80. 4 bình hóa. Cái đường cao của cái chậu là khoảng chừng 8 tấc, chiều rộng cũng 8 tấc luôn ơi. Hả? 8 tấc rồi, cái này cao 8 tấc à, nhưng mà bị cái đường kính của nó là cũng 8 9 tấc gần 1 mét á. Đây cả nhà. Rất bự của chú anh chị. Nha. Cái này hơn. Còn cái này á là để dù bởi vì nó nhẹ nhưng mà bây giờ chú còn gì hết rồi để luôn. Để dù. Con chậm kìa. Cái tiền kìa. Đồ kiếm bè. Đồ kiếm bè. Ủa đây có dù đập đi ta. Này con. Có người hâm mộ kiếm. Cái này giờ mà. Phải cho anh chậm đứa em. Người hâm mộ. Phải được được. Cái này để mình đem không? Mình em ăn. Thôi tao đi rồi. Sư phụ Linh hôm nay là rất vui, rất vui là có quà lớn, toàn là cây cảnh, cây cảnh. Ở cả nhà bốn cây luôn cả nhà. Chồng lên luôn hả? Không, mình đẩy ra đây. Sao lại chồng để đây? Dưới đúng rồi. Chồng ơi. Chị xếp nó tí xíu. Mày đi, mày đi đỡ đi. Lát nữa cho mình cầm luôn. Cầm vô cho má chú hội viên chứ đi cho ấy. Bốn chậu to đùng. Nó quần tán. Bây giờ mình đem bốn chậu vô mình sẽ cả nhà nó ủng hộ đăng ký kênh Quỳnh Bường Vlog nha cả nhà. Quỳnh Bường Vlog. Quỳnh Bường nha. Cái chậu này là chậu bằng cái chất liệu. Chất liệu tốt chưa? Rất nặng. Nhưng mà mình chưa bỏ vô nha, bỏ vô là nặng lắm. Bỏ vô mới khi lòi luôn. Ừ, chiên lòi luôn, không biết là lòi. Mình là mình để một hàng gì đi. Một hàng tạm thời để hàng đấy. Để một hàng. Minh ơi, Minh. 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 Hả? Đó là cái xe để vô rồi. Bốn chậu cả nhà, bốn chậu to là bốn kia để bỏ bốn cây kia. Đây nó có một cái lớp lưới mỏng nè, rồi nó quẹt xi măng hay cái gì á, mỏng quá ha, mỏng à, cái đấy dễ bị thủng, nó làm vậy á, cái con lớp lưới nó bao nè, anh hiểu không? Còn nó ít hồ vô, bắt đầu nó mạ ra một đáy ngoài thôi, đáy ngoài thôi, rất là mỏng luôn nha, nó làm bằng xi măng trắng, này. Xong nó mài ra. Nó tạo thành cái khung lưới này. Bốn chậu nha cả nhà. Một này. Hai này, ba này, bốn nha cả nhà. Bốn chậu. Bốn cây. Đeo em lên. Mình bỏ đỡ cho cái chú, mai mốt học viên sẽ kêu vô xếp hợp lý.
Ủa anh đổ vô khi nổi vậy? Đổ đi, đổ đi, đổ đi, đổ đi, đổ đi, đổ cây này dễ sống lắm mình ơi, cây xanh mà, cây này chỉ giữ nước rồi là nó sống rồi, nó không cần nữa, cây này dễ rất dễ sống. Em hồi giờ em quá đẹp, 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 mình có lần lấy nhờ để mình lập lòn không? Lập lòn hả? Lấy nước thủy á. Nước thủy hả? Thôi khỏi đi. Anh em lấy nước thủy lập lòn. Cái này thì à, bên đây thì... Cái này tao tao lấy thước khỉ cả nhà ơi, lấy thước khỉ lòn nó có đứng không căng nước. Nước tại sao quan sát nó đẹp với anh em? Lấy thước khỉ. Cái này nó quèn qua đây, anh cắt cái này đi. À, cô chú anh chị em nói đùa thôi nha, chứ đừng có nghĩ bậy nha. Bữa nay tặng 4 cây mai tặng 4 cây mai tặng 4 cây đang trồng cây thứ hai nha cả nhà. Đang trồng cây thứ hai. Chuẩn bị trồng cây thứ ba. 4 cây này của chị Gina Nguyễn ở bên Mỹ nha cả nhà. Ơi. Cả nhà ơi, giờ đang trồng cây thứ ba nha cả nhà. Rất cao luôn nha. Chúng bắt đầu trồng cây thứ tư nha cả nhà. Trồng cây tư nha. 4 cây xanh. Ba cây to, một cây nhỏ. Quay, ba cây nhỏ, một cây to. Đó, cây cao nhất nè. Ba cây nhỏ nha cả nhà. Cái này mà ba sắp xếp theo chiều luôn chứ anh Nêu. Nó cao lần chứ. Cây cao nhất nè. Lên. Đi lên xong lên được. 1 2 3 4 ông mà có một ông dở. Chiếu vô được. 1 2 3. To lắm á anh. Đập đầm lắm coi nha. To bự lắm á. To bự. 4 cây rất là hoành tráng luôn anh. Làm clip này muốn 20 phút nghỉ. Quá vậy đó, luôn. Cây thứ tư là sắp xong rồi cả nhà. À, đang vô này là gọi là gì ta? Nó mèo. Phân. Trấu thì trong đó nó có trấu với sắc dừa. Trấu với sắc dừa cả nhà. Trấu với sắc dừa. Ấu tro đó cả nhà. Đó, 4 cây đã trồng xong rồi cả nhà ơi. Vậy thôi Quỳnh Bường Vlog sẽ kết thúc video ở đây. Mong cô chú anh chị ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video cho em một nút like. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bye bye cả nhà nha.